Xin chào các bạn, hôm nay Dũng Già sẽ chia sẻ cho các bạn cách cài đặt phần mềm Forest Pass 5 cho BaneMark 2010 tới 2017. Đây là bộ phần mềm cũng như bộ plugin trồng cây cối mới nhất của hãng Forest. Đầu tiên chúng ta sẽ open folder này lên. Như các bạn thấy ở đây chúng ta có một thư mục và hai file. Chúng ta sẽ đọc hướng dẫn đầu tiên. Cài đặt và làm theo video. Hẳn các bạn coi video này thì các bạn đã có đường link cài đặt ngay bên dưới rồi. Và các bạn đã tải những bộ cài về máy. À, các bạn có thể đọc kỹ những phần này. Còn mình thì đã thực hành rồi, nên mình sẽ không chú ý nó lắm. Các bạn có thể làm theo mình là được rồi. Mình đóng lại. Đầu tiên chúng ta sẽ chạy bằng quyền quản trị. Các bạn run lên. Chờ trong giây lát. À, nếu mà có bất kỳ hộp thoại nào hiện ra cứ nhấn yes cho mình. Ở bước tiếp theo chúng ta nhấn next để cài đặt. Đồng ý. Ở phần này thì chúng ta nên chọn phần Advanced. Next tiếp. Và chọn phần Network nhé các bạn. Ở đây mình đã cài một lần rồi, nên nó đền sẵn cái hot này. Nhưng trong lần đầu cài đặt các bạn có thể gõ những ký tự này: CG Hotmail.com các bạn ạ. Còn bên này thì các bạn giữ nguyên 16720. Đây là chính là cái cổng mạng. Chúng ta nhấn Next tiếp. Các bạn bấm vào dấu cộng. Các bạn cài cho phiên bản Mac nào. Ở đây chúng ta có phiên bản 2016-2017, mình đang cài hai phiên bản này. Và mình sẽ chọn hai phiên bản này. Còn nếu như các bạn có những phiên bản thấp hơn, từ 2010, 11, 13 cho tới 17, thì chúng ta có thể chọn lựa tùy theo cái phiên bản của chúng ta. Dưới này có cả bản Mac Design này. Rồi, mình cứ để mặc định và tiếp tục cài. Và đây báo dung lượng ổ đĩa trống là khoảng 1,8 GB. Các bạn chú ý ổ C của chúng ta phải đủ 1,8 GB. Nếu như các bạn không dư 1,8 GB, có thể chúng ta cài đặt sang ổ khác. Mình nhấn Next và tiếp tục. Đây là đường dẫn C này, from 286 i2 này. Mình nhấn Next tiếp. Và Next tiếp một lần nữa. Next tiếp để cài vào phần BaneMark 2017 nữa. Rồi, phần mềm đã chạy và tiến hành cài đặt. Nếu bạn muốn xem chi tiết thì bấm vào đây. Đây là xem chi tiết quá trình cài đặt từng chút một. Thực ra nó không cần thiết lắm. Các bạn chờ trong giây lát. Phần mềm cài xong chúng ta sẽ tiến hành kích hoạt cây cho phần mềm và sử dụng mà thôi. Mình đánh giá bộ Forest Pack này khá là nhiều thứ cải tiến và cũng khá nhẹ. Ok, đã xong. Mình có thể bỏ phần Show Redmi này đi. Mình finish. Nếu như các bạn không nhớ các bước thì luôn luôn có những phần hướng dẫn ở đây. Ở đây họ nói sau khi cài thì chạy cái file insert.bat ở thư mục này. Tôi cũng làm như vậy, vào trong. Chuột phải. Các bạn run. Yết tiếp. Ok, xong. Các bạn ra ngoài. Thì ở đây có hướng dẫn tiếp theo này. Sau khi run rồi này, mở Start menu này, chọn phần Change Nick and More. Nhanh nhất là các bạn copy này. Các bạn bấm vào phím Windows trên này. Rồi nhấn Ctrl V luôn nhé các bạn. Rồi nó ra rồi này. Các bạn bấm vào. Chúng ta Change Nick and More để chúng ta dùng. Rồi nhấn Next tiếp. Nhớ chọn phần dưới, Next. Rồi ở dưới này thì chúng ta sẽ điền như sau. Người ta nói cộng hot này. Gõ vào đây là 127.0.1.0.1 gì đấy. 127.0.0.1. Còn bên này chúng ta gõ 16720. Này có sẵn rồi, nhấn install thôi. Ok, xong. Vậy là chúng ta đã tiến hành cài đặt xong. Còn bây giờ chúng ta sẽ bật phần mềm lên, xem Forest đã cài chưa và đã được active hay chưa. Thôi tạm thời tắt này đi. Tôi bật BaneMark 2016 trước.
Các bạn cũng sẽ phải chờ. Ok các bạn, phần mềm chúng ta đã chạy lên rồi. Và các bạn thấy rằng chúng ta có một thanh công cụ ở đây, là thanh Forest Pass. Chúng ta kéo thả trên này. Vậy là đầu tiên chúng ta thấy là đã cài đặt thành công rồi đã. Còn đâu đã kích hoạt cây dùng được hay chưa thì chúng ta chưa biết. Bây giờ chúng ta làm như sau để kiểm tra. Các bạn về phần Shape này, chúng ta sẽ vẽ một rectangle này. Ở đây mình đã cài unit, tức là đơn vị của VariMax này là mm rồi nha các bạn. Mình cho 20.000 mm. Enter. Các bạn nhấn phím Z để zoom lại. Ok. Mình sẽ trải thử trên cái rectangle này xem Forest đã hoạt động hay chưa. Các bạn bấm vào biểu tượng Forest này. Chọn luôn trực tiếp vào đây. Cái đường line, đường rectangle đó các bạn. Cây đã được trồng rồi. Đây là biểu tượng thôi. Nhưng mà để nhanh thì chúng ta làm như sau. Các bạn qua Modify. Các bạn bấm vào phần Library này. Có thể chọn vào phần Preset dưới này. Các bạn chọn bất cứ mục nào các bạn muốn. Giả sử các bạn thích cái bông này chẳng hạn này. Thì các bạn bấm vào Import Selected. Ở đây liên quan một chút tới đơn vị thì đó, thì các bạn nhấn OK một hai lần là xong. Là phần mềm tự load rồi. Tôi thấy cái này chắc cũng khá ổn đấy, chứ không thiếu hay mất mép gì đâu. Mình cứ zoom lớn vào đi. Mình zoom lớn để render nhìn cho kỹ, xem là đã được active và dùng được hay chưa. Tiếp theo mình sẽ dùng V-Ray để xem. Các bạn bấm vào đây để khai báo. Mình chọn render ngoại cảnh, mình render nhanh đấy. In the map like that, ok rồi. Subdivide này chắc tăng chút xíu thôi. Tăng nhiều quá thì render khá lâu. Rồi, nhưng nếu render V-Ray thì chúng ta cần có một đèn. Ở đây mình sẽ qua phần đèn này. Chọn đèn V-Ray, V-Light. Kéo bất kỳ. Sau đó các bạn chuyển ngay qua đèn đâm. Rồi ok, để đó. Bây giờ mình có thể render được rồi. Bấm render để xem. Có vẻ khá gần. Mình nghĩ là như vậy. Nhưng cứ để render lên xem thế nào. Có map đầy đủ. Hoa lá cỏ cây đủ hết. Vậy là các bạn thấy rằng chúng ta đã cài đặt thành công phần Put in Forest Patch này. Các bạn có thể dùng để bố trí ngoại cảnh, cảnh quan, làm cho phối cảnh chúng ta thêm phần sinh động. Ok, ở phần Barrymark 2016 đã nhận rồi. Thì phần 2017 tương tự, mình sẽ không cần phải bật phần 2017 lên nữa để cho đỡ tốn thời gian các bạn. Còn bây giờ các bạn có thể cài đặt và sử dụng, và luôn luôn đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất. Thì những video sau chúng ta sẽ có những hướng dẫn sử dụng phần mềm Forest Patch để ứng dụng ngoại cảnh, nội thất, nói chung là để chúng ta diễn họa. Bây giờ xin chào và tạm biệt các bạn.